Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, một ngày có một con số rất đặc biệt, đó là ngày 4 tháng 4 năm 2024. Nói về số 4 thì Hương Thơ có suy nghĩ về cái số 4 có những gì hay không? Hương Thơ có đọc về ý nghĩa dân gian đó, thì ta cho là số 4 là rất là tốt, vì cũng như mình có xuân hạ thu đông cũng bốn mùa, phải không? Rồi mai lan cúc trúc là tứ quý, một loài bốn là hoa quý, rồi công dung ngôn hạnh là tứ đức, nên thơ nghĩ số 4 chắc hên đó. Còn không biết Đức Vượng thì sao? Không hiểu sao mà bên người Hoa đó thì người ta lại cử số 4, bởi vì có thể là cái phát âm của số 4 là tứ giống như chữ tử, cho nên người ta rất là kiêng, người ta nói là không có cái số này không may mắn. Nhất là những người mà lấy bảng số xe đó, họ kỵ cái số 4 lắm. Thường thích số 8 không? Nhưng mà ngược lại thì số phone á, chẳng hạn như là số phone mà có 4, số 4 là tứ quý, hoặc là có những cái số đẹp khác. Và nhưng mà kèm theo số 4, nói về ví dụ như là về kim mộc thủy hỏa thổ đó, thì số 4 là tượng trưng cho mộc, thì nghe nó cũng là một cái cũng hay lắm. Vâng, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới bắt đầu với Đức Vượng. Phần tin thế giới hôm nay là tôi đến từ khu vực Nam Mỹ. Venezuela cáo buộc Hoa Kỳ thiết lập căn cứ bí mật ở lãnh thổ tranh chấp với Ghana. Tổng thống của Venezuela là ông Nicolas Maduro vừa cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã xây dựng các căn cứ bí mật ở Esquibo, là khu vực dầu mỏ của Ghana, mà chính phủ Venezuela cũng tuyên bố có chủ quyền. Hãng thông tấn AFP trích dẫn lời ông Maduro cho biết rằng đây là hành động gây hấn chống lại người dân miền Nam và miền Đông của Venezuela. Các căn cứ này được xây dựng để chuẩn bị cho sự leo thang chống lại Venezuela. Những cáo buộc của ông Maduro xuất hiện 4 tháng sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi tại quốc gia này. Kết quả, mặc dù không mang tính ràng buộc, thế nhưng cho thấy đa số người dân của Venezuela ủng hộ cho việc thành lập một tỉnh của Venezuela tại khu vực Essequibo, làm dấy lên sự lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự. Tổng thống của Venezuela cũng tuyên bố, Tổng thống Ifan Ali của quốc gia láng giềng không phải là người lãnh đạo Ghana, mà thay vào đó, Ghana được quản lý bởi Bộ Tư lệnh Phương Nam, CIA của Hoa Kỳ và ExxonMobil. Bộ Tư lệnh Phương Nam của quân đội Hoa Kỳ điều hành Văn phòng Hợp tác An ninh Hoa Kỳ tại Ghana. Văn phòng này đóng vai trò cố vấn quân sự cho lực lượng phòng vệ của Ghana, cũng như điều phối các hoạt động can dự, hợp tác an ninh và cung cấp sự trợ giúp huấn luyện cho quân sự. Vùng đất Essequibo, một cách viết khác là Esquibo, Essequiba hoặc là Guyana Essequiba, nằm ở phía tây của dòng sông Essequibo với phần lớn diện tích là rừng rậm. Khu vực này rộng khoảng 160.000 cây số vuông, chiếm khoảng 2/3 diện tích lãnh thổ của Guyana hiện đang quản lý. Cả Venezuela và Ghana đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực có dân cư thưa thớt này, mặc dù Ghana đã nắm quyền kiểm soát trên thực tế tại đây trong hơn một thế kỷ qua. NATO kỷ niệm 75 năm thành lập. Các ngoại trưởng NATO hôm nay 4 tháng 4 đã nhóm họp tại Bỉ để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập liên minh và cùng nhau khởi động kế hoạch viện trợ hơn nữa cho Ukraine. Phát biểu tại sự kiện thì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, khi chúng ta đối mặt với một thế giới nguy hiểm hơn, mối liên kết giữa châu Âu và Bắc Mỹ chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Ban đầu thì NATO đã được thành lập với 12 thành viên đến từ châu Âu và Bắc Mỹ trước những lo ngại về mối đe dọa quân sự từ Liên Xô. Sau 75 năm, khối này đã mở rộng ra với quy mô 32 thành viên và do Hoa Kỳ dẫn dắt. Hai thành viên mới nhất là Phần Lan và Thụy Điển. Ukraine từ lâu cũng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO nhưng chưa được chấp thuận. Liên minh này nêu rõ quan điểm NATO chưa thể kết nạp Ukraine vì nước này vẫn trong tình trạng xung đột. Tuy nhiên, khối này cũng cam kết sẽ đưa Kiev trở thành thành viên trong tương lai. Nga đã coi việc NATO mở rộng hiện diện ngày càng gần biên giới là mối đe dọa an ninh quốc gia. Moscow mới đây cho rằng NATO đang quay lại tư duy chiến tranh lạnh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng NATO không có chỗ đứng trong thế giới đa cực. Moscow cho biết họ đang tìm cách xây dựng để chấm dứt sự thống trị của Hoa Kỳ. Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã đề nghị lập một quỹ khoảng 108 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ quân đội Ukraine trong vòng 5 năm tới đây. Tuy nhiên, hiện chưa cơ rõ đề nghị này có nhận được sự ủng hộ của toàn bộ thành viên liên minh hay không. Trở lại với khu vực Nam Mỹ, chính phủ Paraguay quyết định đóng cửa hàng loạt các tòa đại sứ.
Ngoại trưởng của Paraguay là ông Ruben Ramirez Lezaco mới đây cho biết rằng chính phủ Paraguay đã quyết định đóng cửa các tòa đại sứ tại 5 quốc gia không có cơ quan đại diện ngoại giao tại Paraguay, bao gồm Ai Cập, Canada, Bồ Đào Nha, Australia và Thụy Sĩ. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp tại Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, ông Ramirez Lezaco nhấn mạnh rằng quyết định đóng cửa các tòa đại sứ tại 5 quốc gia nói trên dựa trên nguyên tắc có đi có lại trong mối quan hệ quốc tế, đồng thời khẳng định biện pháp này sẽ giúp cho Paraguay tiết kiệm ngân sách quốc gia dành cho việc duy trì các cơ quan đại diện tại nước ngoài. Ngoại trưởng Ramirez Lezaco nói rằng các cơ quan đại diện ngoại giao của Paraguay tại các quốc gia lân cận cùng với 5 quốc gia nói trên sẽ kiêm nhiệm các hoạt động ngoại giao và bảo trợ cho công dân. Trong trường hợp của Thụy Sĩ, thì phái đoàn ngoại giao của Paraguay tại Geneva hoặc Đại sứ quán ở Pháp sẽ chịu trách nhiệm trong các vấn đề liên quan tới ngoại giao tại các quốc gia này. Trong khi đó, tòa đại sứ của Paraguay ở Hoa Kỳ sẽ kiêm nhiệm hoạt động tại Canada. Theo Bộ Ngoại giao Paraguay cho hay, việc đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao nói trên sẽ giúp cho chính phủ quốc gia tại khu vực Nam Mỹ này tiết kiệm được khoảng 8 triệu Mỹ Kim tiền ngân sách mỗi năm. Nhiều nước ủng hộ Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc. Các quốc gia ủng hộ yêu cầu của Palestine về việc trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc vừa qua đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét đơn của Palestine gửi năm 2011 đề nghị trở thành thành viên chính thức của tổ chức này. Lá thư của các nước ủng hộ gửi tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an gồm có tên 140 quốc gia đã công nhận nhà nước Palestine, trong đó có 22 thành viên của Liên đoàn Ả Rập, 57 thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và 120 quốc gia trong phong trào không liên kết. Trước đó, đặc phái viên của Palestine tại Liên Hiệp Quốc là Riyad Mansour cho biết, chính quyền Palestine mong muốn Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trong tháng này để có thể trở thành thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc. Mặc dù vậy, đề nghị này có thể bị Hoa Kỳ, đồng minh của Israel ngăn chặn. Ông Mansour đã công khai kế hoạch nêu trên của Palestine khi cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hamas ở Gaza sắp bước sang tháng thứ bảy và Israel đang tiếp tục mở rộng các khu định cư ở bờ Tây. Theo ông, Palestine đặt mục tiêu Hội đồng Bảo an sẽ đưa ra quyết định tại cuộc họp cấp bộ trưởng về Trung Đông vào ngày 18 tháng 4, nhưng đến nay vẫn chưa có cuộc bỏ phiếu nào được đưa vào chương trình làm việc. Palestine đã nộp đơn ghi danh trở thành thành viên đầy đủ từ năm 2011, tuy nhiên vẫn đang chờ giải quyết vì Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên chưa bao giờ đưa ra quyết định chính thức. Tại thời điểm hiện tại, bên cạnh nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở dải Gaza, áp lực toàn cầu đòi hỏi phải nối lại nỗ lực thực hiện giải pháp hai nhà nước cũng ngày càng gia tăng. Theo quy định, đơn của Palestine xin trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc cần phải được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, và sau đó là ít nhất 2/3 trong tổng số 193 thành viên của Đại hội đồng bỏ phiếu thông qua. Một tỷ phú của Nga đứng đầu danh sách những người giàu có của tạp chí Forbes bị trừng phạt. Theo danh sách các tỷ phú trên thế giới hàng năm của tạp chí Forbes, thì tổng tài sản của những người giàu nhất nước Nga đã tăng 72 tỷ Mỹ Kim trong năm qua, lên tới 577 tỷ Mỹ Kim, bất chấp áp lực trừng phạt chưa từng có. Ông Vajit Aleperov, 73 tuổi, là cựu chủ tịch tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Lukoil của Nga, dẫn đầu bảng xếp hạng mới nhất với tư cách là một doanh nhân người Nga giàu nhất trong danh sách này. Tài sản của ông được cho là đã tăng từ 20 tỷ 500 triệu Mỹ Kim lên tới 28 tỷ 600 triệu Mỹ Kim trong năm qua. Hồi năm 2022, ông Aleperov từ chức giám đốc điều hành của nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga, vị trí mà ông đã giữ trong gần 30 năm. Hành động này được đưa ra sau khi tỷ phú người Nga này bị đưa vào danh sách bị trừng phạt của Anh Quốc và của nước Úc, như một phần trong các lệnh trừng phạt nhắm vào nước Nga của các quốc gia phương Tây liên quan tới việc Nga đem quân xâm lược Ukraine. Tỷ phú Aleperov đứng ở vị trí thứ 59 trên toàn thế giới trong danh sách của tạp chí Forbes đề ra. Ông chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng ở Nga so với ông Andrei Manichenko, hiện nay xếp hạng thứ 7. Riêng ông Manichenko kiếm bộn tiền từ các doanh nghiệp như là sản xuất phân bón và khai thác than đá. Tuy nhiên, trị giá tài sản của ông đã giảm từ 25.2 tỷ Mỹ Kim xuống còn 21.1 tỷ Mỹ Kim trong năm ngoái. Ông Leonid Mikhelson là đồng sở hữu của công ty sản xuất khí đốt tự nhiên có tên là Novatek, là công ty lớn thứ hai của nước Nga, thì đứng ở vị trí thứ hai. Còn ông Vladimir Lisin, cổ đông lớn của công ty thép NLMK của Nga, một lần nữa lại được xếp hạng là
thương gia của Nga giàu hàng thứ ba. Vẫn theo tạp chí Forbes, số lượng tỷ phú Nga đã tăng 15 người trong năm qua lên tới 125 người. Tổng thống Botswana cảnh báo gửi 20.000 con voi tới Đức. Ông Mokgweetsi Masisi, tổng thống của Botswana, một quốc gia ở châu Phi, cảnh báo sẽ gửi 20.000 con voi đến Đức giữa lúc hai nước tranh cãi về việc nhập cảng sản phẩm từ hoạt động săn bắn voi. Theo Guardian, tổng thống Botswana tuyên bố đó không phải là lời nói đùa. Nhà lãnh đạo châu Phi chỉ trích chính phủ Đức, đặc biệt là Bộ Môi trường, vì tìm cách cấm nhập cảng các sản phẩm từ hoạt động săn bắn bất chấp tình trạng đàn voi quá đông ở Botswana. Đầu năm nay, Bộ Môi trường Đức do ông Steffi Lemke của Đảng Xanh đứng đầu đã đưa ra phương án hạn chế chặt chẽ hơn việc nhập cảng sản phẩm từ săn bắn do lo ngại nạn săn trộm. Ông Masisi cho rằng Đảng Xanh của Đức có thể học cách sống chung với voi mà không cần săn bắn chúng. Theo ông Masisi, số lượng voi ở Botswana đã tăng lên khoảng 130.000 con. Để giải quyết tình trạng quá nhiều voi, Botswana đã cung cấp 8.000 con voi cho Angola. Quốc gia châu Phi cũng tính gửi 500 con khác cho Mozambique, nhưng Mozambique vẫn chưa lấy voi. Tổng thống Botswana lập luận rằng những nỗ lực bảo tồn đã dẫn đến sự bùng nổ quần thể voi và việc săn bắn là một phương tiện quan trọng để kiểm soát chúng. Ông Masisi tuyên bố rằng đất nước của ông làm nhiều việc để bảo vệ động vật hoang dã hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới và mời giới chức Đức đến kiểm tra công tác bảo vệ động vật hoang dã ở đất nước ông. Trở lại với châu Âu, một phụ nữ người Ý để lại toàn bộ gia sản trị giá tới 5 triệu Mỹ Kim cho người chăm sóc bà. Một phụ nữ người Ý không có người thừa kế trực tiếp đã để lại toàn bộ gia sản trị giá 5 triệu 400 ngàn Mỹ Kim cho một người chăm sóc bà đến từ Albania thay vì để lại cho họ hàng. Bà Maria Mafati là thành viên của một gia tộc nổi tiếng ở Rovereto của nước Ý, qua đời vào tháng 11 năm ngoái ở tuổi 80. Bà để lại nhiều tài sản bao gồm các căn chung cư, các tòa nhà lịch sử và các khoản tiền trong các ngân hàng. Bà không kết hôn và không có con. Do đó, bà Maria đã quyết định trao toàn bộ tài sản cho người một phụ nữ đến từ Albania đã chăm sóc bà suốt nhiều năm qua. Mặc dù không rõ mối quan hệ giữa bà Maria và các cháu trai của bà, thế nhưng những người cháu này đã bị sốc khi biết rằng họ bị loại tên ra khỏi bản di chúc. Thân nhân của bà đã yêu cầu phong tỏa tài sản của bà với lý do là cụ bà Maria mất sự minh mẫn và bị lợi dụng. Trong một trường hợp tương tự ở Trung Quốc, một phụ nữ đã thay đổi di chúc để lại toàn bộ tài sản cho những thú cưng của bà sau khi con cái của bà không quan tâm và không chăm sóc bà khi bà bị bệnh. Mặc dù luật pháp tại Trung Quốc không cho phép thú cưng cựa thừa kế tài sản, thế nhưng cụ bà này đã tìm cách giải quyết bằng cách chỉ định một phòng khám thú y là đơn vị quản lý tài sản và chăm sóc cho những con thú cưng của bà. Cả hai trường hợp nói trên đều gây được sự chú ý và sự đồng cảm từ dư luận, cho thấy rằng lòng hiếu thảo và sự quan tâm tới những người chăm sóc chân thành đang được đánh giá cao trong xã hội. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Tin về Tổng thống Biden áp lực các hãng dược phẩm giảm giá thuốc bệnh hen suyễn. Tổng thống Joe Biden vừa tổ chức một sự kiện tại Tòa Bạch Ốc với sự góp mặt của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thuộc Đảng Độc lập ở Vermont để cổ vũ cuộc chiến chống lại giá thuốc theo toa cao và áp lực các công ty dược phẩm cắt giảm chi phí ống hít cho bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn. Ông Biden nêu bật việc các loại thuốc theo toa do cùng một công ty dược phẩm sản xuất ở Hoa Kỳ có giá cao hơn ít nhất từ gấp 2 đến gấp 3 lần so với các nước phát triển khác như là Canada, Ý và Pháp. Ông không nêu tên công ty, tuy nhiên nói thêm rằng chính quyền của ông không thể quản trị ngành dược phẩm nếu không có sự giúp đỡ của Thượng nghị sĩ Sanders. Thượng nghị sĩ Sanders với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Y tế của Thượng viện đã thực hiện một loạt hành động từ gửi thư đến tổ chức các phiên điều trần nhằm gây áp lực buộc ngành dược phẩm phải giảm chi phí. Tổng thống Biden cho biết ông muốn đàm phán giá thấp hơn cho 50 loại thuốc và muốn hạn chế chi phí thuốc cho người Hoa Kỳ, không chỉ cho người cao niên ở mức 2.000 Mỹ Kim mỗi năm. Ông cho biết đã đến lúc các công ty dược phẩm phải giảm giá trong khi họ tăng giá nhanh hơn cả lạm phát. Ông Sanders và các nhà lập pháp khác đập vào tháng Giêng đã chỉ trích 4 nhà sản xuất ống hít chống hen suyễn được bán ở Hoa Kỳ là AstraZeneca, Boehringer, Teva Pharmaceuticals và GSK bán với mức giá ở Hoa Kỳ cao hơn nhiều so với các quốc gia khác. Chính quyền Biden còn lật tẩy các lập luận viện cớ đầu tư nghiên cứu và bằng sáng chế của các công ty là sai sự thật. Tiếp theo là tin liên quan tới một vị tỷ phú tại Hoa Kỳ đóng tới 175 triệu Mỹ Kim tiền cam kết pháp lý cho ông Donald Trump.
Mới đây, cựu Tổng thống Trump đã nộp 175 triệu Mỹ Kim tiền cam kết pháp lý trong vụ kiện gian lận tại New York nhờ sự giúp đỡ của tỷ phú Don Henke, là một tỷ phú ít người biết đến tại California. Nhật báo The Hill loan tin, công ty Knight Specialty Insurance Company của tỷ phú Henke đã ký bảo chứng cho món tiền cam kết pháp lý của ông Donald Trump để giúp cho vị cựu tổng thống này tiếp tục thực hiện công cuộc kháng cáo vụ án và ngăn chặn Bộ trưởng Tư pháp của New York là bà Letitia James khỏi phải tịch thu tài sản của ông. Vị tỷ phú này được biết tới dưới danh hiệu là vua bán xe hơi cho những người thiếu điểm tín dụng ở Los Angeles. Ông làm giàu bằng cách cho những người thiếu điểm tín dụng vay tiền với phân lợi cao. Hiện nay, ông đang điều hành 8 công ty dưới thương hiệu là The Henke Group. Tạp chí Forbes đánh giá tài sản của tỷ phú Henke là 7 tỷ 400 triệu Mỹ Kim. Theo lời tỷ phú Henke, thì lúc đầu ông tiếp xúc với cựu Tổng thống Donald Trump sau khi nghe biết rằng ông Trump đang gặp phải khó khăn trong việc nộp tới 464 triệu Mỹ Kim tiền cam kết pháp lý trong vụ kiện. Và ông đã bàn thảo tới chuyện gom góp đủ món tiền cỡ đó. Theo ghi nhận của đài CNN, thế nhưng vào giờ chót thì tòa án đã hạ giảm món tiền cam kết pháp lý xuống còn 175 triệu Mỹ Kim mà thôi. Tỷ phú Henke còn nhìn nhận ông từng ủng hộ tiền bạc và bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump trong quá khứ, nhưng ông nhấn mạnh với nhật báo Washington Post như sau: quyết định bảo đảm cho món tiền cam kết pháp lý của ông Trump không phải là vì lý do chính trị. Tin liên quan đến ông Trump, tòa bác yêu cầu của ông Trump xin trì hoãn xử vụ án tiền bịt miệng. Một chánh án ở New York mới đây bác bỏ yêu cầu của ông Donald Trump xin trì hoãn phiên tòa ngày 15 tháng 4 về vụ trả tiền im lặng cho một ngôi sao khiêu dâm, cho đến khi tối cao pháp viện xem xét yêu cầu đặc miễn, hành pháp miễn truy tố cựu Tổng thống. Dự kiến tối cao pháp viện vào ngày 25 tháng 4 sẽ nghe các lập luận của cựu Tổng thống về miễn truy tố liên bang vì cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Các luật sư bào chữa cho ông Trump trong vụ án ở New York vào tháng 3 yêu cầu chánh án Juan Merchan trì hoãn phiên tòa cho đến khi quá trình xem xét của tối cao pháp viện hoàn tất. Trong phán quyết mới đây, chánh án Merchan cho biết ông Trump đã đợi quá lâu để nêu ra vấn đề, trong khi ông có vô số cơ hội để nêu ra yêu cầu về quyền miễn trừ của Tổng thống trước ngày 7 tháng 3 năm 2024. Ông Todd Blanchard là luật sư của ông Trump, từ chối bình luận, trong khi cựu Tổng thống Trump không nhận tội trong cả 4 cáo trạng hình sự mà ông phải đối mặt. Vụ án ở New York có thể là vụ án duy nhất được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử. Ông Trump đã bị buộc tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán 130.000 mà cựu luật sư Michael Cohen, người từng đại diện cho cựu Tổng thống, trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels đến một sự im lặng của bà trước cuộc bầu cử năm 2016. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Mặc dù giá nhà đã phá kỷ lục, thế nhưng chuyện thuê nhà sẽ rẻ hơn là mua nhà trong nhiều năm tới. Theo tạp chí Fortune Magazine, chỉ số giá nhà quốc gia của Hoa Kỳ đã tăng lên tới 6% trong tháng 1 năm nay. Điều này tiếp tục cản trở khả năng sở hữu nhà của rất nhiều người. Theo tạp chí Capital Economics, mặc dù giá thuê nhà không hề rẻ, nhưng việc thuê nhà vẫn rẻ hơn so với chuyện mua nhà. Xu hướng này có thể kéo dài trong nhiều năm tới đây. Giá nhà tăng quá mức đang khiến cho việc mua nhà trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là trong một thị trường nhà ở với giá cả cao ngất ngưỡng và phân lời của ngân hàng thì lại cao. Tuy nhiên, một số dấu hiệu tốt có thể làm giảm sự chênh lệch giữa việc mua nhà và thuê nhà. Thomas Ryan của Capital Economics cho biết rằng, với việc giảm dần phân lời thế chấp của ngân hàng, thì sự khác biệt về chi phí giữa chuyện mua nhà và thuê nhà cũng sẽ giảm đi. Tuy nhiên, việc thuê nhà vẫn được dự đoán là sự lựa chọn tiết kiệm chi phí tốt hơn trong thời gian tới. Hiện nay, giá bán trung bình của một căn nhà tại Hoa Kỳ là 492.300 Mỹ Kim và giá thuê trung bình cho một căn nhà là 2.055 Mỹ Kim. Đây là sự chênh lệch đáng kể và kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, giá nhà đã tăng gần 50%. Dự báo cho thấy giá nhà có thể sẽ tăng thêm vào năm nay và năm sau. Mặc dù việc mua và thuê nhà đều mắc mỏ, nhưng chuyện thuê nhà vẫn được xem là sự lựa chọn tiết kiệm hơn trong tương lai. Cựu chuyên gia phân tích JP Morgan nhận 35 triệu Mỹ Kim bồi thường sau vụ cửa kính vỡ rơi trúng người. Chuyên viên phân tích tài chính của tập đoàn ngân hàng JP Morgan đã được bồi thường 35 triệu Mỹ Kim sau khi một cánh cửa kính vỡ vào đầu cô ở thành phố New York, khiến cho cô bị tổn thương não vĩnh viễn.
Sự việc này xảy ra khi Megan Brown, 36 tuổi, rời khỏi cuộc hẹn vật lý trị liệu vào năm 2015 và cánh cửa sảnh cao 7.5 feet ở khu trung tâm Manhattan bất ngờ phát nổ trên đầu cô. Bồi thẩm đoàn đã quyết định trao cho Brown khoản bồi thường trên sau khi nghe lời kể của cô về tai nạn. Sự việc đã gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô Brown, khiến cho cô phải nghỉ việc một thời gian và sau đó không thể tiếp tục làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Cô đã phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe sau vụ tai nạn nói trên, bao gồm mất khứu giác, vị giác và các vấn đề về trí nhớ, tập trung và thăng bằng. Sự tổn thương này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe vật lý mà còn đe dọa đến tương lai và mối quan hệ cá nhân của cô. Mặc dù phía chủ sở hữu tòa nhà cố gắng bác bỏ việc bồi thường bằng cách cho rằng việc tấm kính vỡ thành từng mảnh nhỏ thay vì rơi xuống một tấm duy nhất là tai nạn, nhưng bồi thẩm đoàn vẫn quyết định cho rằng điều này do sơ suất của họ gây ra. Mùa chim di cư khiến cho cúm gia cầm tấn công các đàn bò, gà và cả người ở tiểu bang Texas. Mùa di trú của các loài chim sống dưới nước đã gây ra đợt bùng phát cúm gia cầm ở tiểu bang Texas, khiến cho lan rộng dịch bệnh tới những đàn bò và những đàn gia cầm. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của tiểu bang Texas là ông Miller đã thông báo rằng việc các loài chim hoang dã mang virus bay về phương Bắc đã gây ra những tác động nghiêm trọng. Tính tới thời điểm này, tiểu bang Texas trở thành tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các đàn bò sữa và cả loài người dân ở tiểu bang này. Texas là vùng chăn nuôi lớn nhất của Hoa Kỳ, đang chứng kiến nhiều trường hợp bị nhiễm bệnh ở các đàn bò sữa và ở cả người của chúng ta, gây ra sự lo ngại về khả năng lây nhiễm cho các loài gia cầm. Một số trang trại đã phải tiêu hủy tới hàng triệu con gà, gây tổn thất lớn cho ngành sản xuất trứng. Ông Mueller lưu ý rằng tiểu bang Texas chưa từng chứng kiến đợt bùng phát nào lớn như thế ở các cơ sở chăn nuôi gia cầm thương mại. Chuyện lây lan dịch cúm phần lớn là do các loài chim nước di cư và việc tiêu diệt chúng khi chúng tìm tới khu vực làm tổ đã được chuẩn bị. Cơ quan quản lý nông nghiệp của Hoa Kỳ cảnh báo nhiều trường hợp nhiễm bệnh ở các đàn bò sữa và tình hình này đang lan rộng sang các tiểu bang khác như là New Mexico, Michigan và Idaho. Không loại trừ khả năng lây nhiễm giữa các loài gia súc, cơ quan quản lý nông nghiệp của Hoa Kỳ đang thực hiện các biện pháp kiểm soát cần thiết. Mặc dù nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm đối với con người được đánh giá là thấp, nhưng việc tiếp xúc với loại virus này vẫn gây ra sự lo ngại. Các nhà nghiên cứu và các cơ quan y tế đang tiếp tục theo dõi tình hình cũng như thực hiện biện pháp phòng ngừa để kiểm soát dịch bệnh cũng như bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. NASA điều tra vật thể lạ rơi xuống nhà dân ở tiểu bang Florida. Theo Space.com, một vật thể không gian bí ẩn hình trụ dài vài inch, nặng khoảng 0.9 kg, vừa lao xuống mái nhà của ông Alejandro Otero ở thành phố Naples, tiểu bang Florida, mạnh đến nỗi xuyên thủng sàn hai tầng nhà và lao vào phòng con trai của ông Otero. Rất may là cậu bé không bị thương. Sau một thời gian đối chiếu với một số sự kiện, ông vừa lên tiếng cho rằng vật thể lạ nguy hiểm này có thể là một mảnh rác không gian rơi từ trạm vũ trụ quốc tế. Cụ thể hơn, nó có thể là một cục pin cũ bị vứt bỏ. Mối hoài nghi trên đã đến từ việc đúng một ngày trước khi sự kiện xảy ra, một pallet lớn chứa pin của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản, một trong các đơn vị có lực lượng trên trạm vũ trụ quốc tế, đã lao trở lại bầu khí quyển trái đất. Các nhà khoa học đã cho rằng số pin này cũng như là pallet chứa chúng sẽ bốc cháy hoàn toàn trong bầu khí quyển. Tuy nhiên, có vẻ một mảnh đã sống sót. Lao vào bầu khí quyển là phương án mà các cơ quan vũ trụ vẫn thường dùng để phá hủy các tàu vũ trụ, thiết bị hư hỏng hoặc các mảnh không cần thiết nữa của tên lửa sau các vụ phóng. Thông thường, vật thể cần bị hủy sẽ được điều hướng để lao xuống bầu trời phía trên vùng biển không có người, và nếu có bất cứ gì sai sót còn sót lại, nó sẽ không gây nguy hiểm cho ai. Đôi khi do các hiện tượng thời tiết bất ngờ, một số mảnh rác vũ trụ cũng đi lạc. Tuy vậy, việc vật thể lạ rơi xuống Florida có thể là cục pin cũ từ trạm vũ trụ quốc tế mới chỉ là phỏng đoán của ông Otero. Các mảnh vỡ đã được bàn giao cho các giới chức NASA nhằm tìm câu trả lời chính đáng. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Hàng loạt những chiếc chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan bị hư hại sau trận động đất vừa qua. Lực lượng phòng vệ của Đài Loan vừa thông báo rằng 6 chiếc chiến đấu cơ đa năng F-16V đã bị hư hại trong trận động đất mới đây, đồng thời nhấn mạnh rằng sự việc này chỉ làm hư hại một số bộ phận nhỏ và không ảnh hưởng tới khung sườn của thân máy bay. Giới truyền thông của Đài Loan cho biết như sau, trận động đất đã làm hư hỏng 8 chiếc chiến đấu cơ F-16V, đồng thời làm sập đổ hoặc làm hư hại căn cứ không quân Hoa Liên. Trong đó có nhiều lô cốt và nhiều hangar chứa máy bay bị hư hại.
Nhật báo China Times cho biết như sau, sự thiệt hại sau trận động đất này có thể gây ra một vấn đề với các hoạt động đưa lực lượng ứng phó các chuyến bay áp sát đến từ Trung Cộng. Đây dường như là lần đầu tiên thiên tai làm hư hại căn cứ này. Tiến trình sửa chữa đang diễn ra gấp rút nhằm khôi phục khả năng sẵn sàng chiến đấu của phi đội chiến đấu cơ F-16V tại phi trường Hoa Liên của Đài Loan. F-16V là loại chiến đấu cơ tối tân nhất trong lực lượng phòng vệ của Đài Loan. Đài Loan đã ký hợp đồng trị giá tới 3 tỷ 960 triệu Mỹ Kim với tập đoàn Lockheed Martin của Hoa Kỳ để tối tân hóa 141 chiếc chiến đấu cơ F-16AB để trở thành F-16V. Đài Loan cũng đặt mua thêm 66 chiến đấu cơ F-16V của Hoa Kỳ trong thương phụ vụ trị giá lên tới 8 tỷ Mỹ Kim, khiến cho Đài Loan trở thành lực lượng vận hành nhiều chiến đấu cơ F-16 nhất tại khu vực châu Á. Trận động đất mạnh tới 7.4 độ Richter vào ngày hôm qua tại Đài Loan đã khiến cho ít nhất 9 người bị thiệt mạng, hơn 900 người bị thương và 50 người bị mất tích, gây hư hại tới hàng chục tòa nhà. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Đài Loan trong 25 năm qua. Tiếp sau Đài Loan xảy ra động đất ở Trung Quốc và Nhật Bản. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất có độ lớn 5.5 Richter vừa xảy ra lúc 8 giờ 39 phút vào ngày 4 tháng 4. Độ động đất chỉ ra mà 10 cây số, tâm chấn nằm ở thị trấn Hoa Thổ Câu, cách thành phố Mang Nhai 17 cây số và cách thành phố Tây Ninh 978 cây số. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết động đất được cảm nhận rõ ràng vào thời điểm nêu trên, hiện chưa nhận được báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại tài sản. Trước mắt một số phương tiện và nhân sự của phân đội tiền phương Mang Nhai được điều động đến khu vực thảm họa để kiểm tra tình hình. Trận động đất gây mất điện nhiều nơi ở thành phố Hoa Liên. Truyền thông Trung Quốc cho biết rung chấn từ trận động đất này có thể cảm nhận được ở các thành phố Thượng Hải, Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu, Ninh Đức ở Trung Quốc. Mang Nhai là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải. Theo China News, cũng có báo cáo về rung chấn ở thành phố Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc, chính Nhược Khương và nhiều nơi khác ở khu tự trị Tân Cương. Vào tháng 12 năm 2023 từng xảy ra trận động đất 6.2 độ tại khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải của Trung Quốc vào lúc nửa đêm. Sau vụ động đất là hàng trăm dư chấn, số người thiệt mạng vì động đất này là 113 người và 536 người khác bị thương. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu, một căn cứ quân sự tại Miến Điện bị máy bay không người lái tấn công. Nhóm nổi dậy tại Miến Điện cho hay họ đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công một căn cứ quân sự ở thủ đô Naypyidaw để trả thù. Chính phủ Thống nhất Quốc gia là nhóm bao gồm các dân biểu Miến Điện đã rời ghế, xác nhận vụ tấn công xảy ra ở Naypyidaw nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về loại máy bay không người lái này, cũng như các loại vũ khí được sử dụng để tấn công hoặc là liệu căn cứ đó có bị thiệt hại gì hay không. Lực lượng phòng vệ nhân dân là nhánh vũ trang của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Miến Điện cho biết như sau, họ đã nhận lệnh tấn công hai địa điểm ở thủ đô Naypyidaw. Một trong số đó là căn cứ không quân nói trên. Trích dẫn lời các nhân viên quân sự và an ninh giấu tên cho hay, đài BBC đưa tin, phi đạo của một căn cứ không quân đã bị đóng cửa để di dời đạn dược. Phi đạo này được thiết kế nối liền với phi trường dân sự của thành phố. Hãng tin Mizima cho biết thêm, 16 chiếc máy bay không người lái đã được sử dụng để tấn công căn cứ quân sự nói trên và 13 chiếc được sử dụng trong một cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân này. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết rằng họ không thể xác nhận thông tin một cách độc lập và chưa thể liên lạc ngay với chính phủ quân sự Miến Điện để xác nhận về sự việc nói trên. Nếu tin tức này được xác nhận thì đây sẽ là đòn giáng rất mạnh vào uy tín của quân đội Miến Điện, vốn đang phải đối mặt với những thách thức lớn nhất từ phe nổi dậy. Tấn công khủng bố vào trụ sở vệ binh cách mạng Iran khiến cho 5 nhân viên an ninh tử vong. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin ít nhất là 5 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 10 người bị thương khi các tay súng thuộc nhóm Jaish al-Ahd thực hiện hai vụ tấn công khủng bố vào trụ sở vệ binh cách mạng Iran ở thị trấn Chabahar và Rask thuộc tỉnh Sistan, Baluchistan ở đông nam nước này. 15 tay súng đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và các nghi can tấn công. Phát biểu trên truyền hình thì Thứ trưởng Nội vụ là Majid Miramadi cho biết những kẻ khủng bố đã không đạt được mục tiêu chiếm giữ trụ sở lực lượng vệ binh ở Chabahar và Rask. Jaish là một nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Sunni cực đoan đang đòi các quyền lớn hơn và điều kiện sống tốt hơn cho người dân tộc thiểu số Baluchis, nơi hiện có đa số là người Hồi giáo dòng Shiite.
Nhóm này đã thừa nhận tiến hành một vụ tấn công trong những năm gần đây nhắm vào lực lượng an ninh Iran ở tỉnh phía đông nam nước này. Vào tháng 12 năm 2023, nhóm vũ trang nói trên cũng tấn công một đồn cảnh sát ở thị trấn Rask, khiến cho 11 nhân viên an ninh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Quân đội Do Thái không cho phép các binh sĩ nghỉ phép vì lo ngại bị Iran tấn công. Vào ngày 4 tháng 4, lực lượng phòng vệ của Do Thái thông báo họ không cho các binh sĩ nghỉ phép. Quyết định này áp dụng đối với tất cả các đơn vị chiến đấu, trong lúc có sự lo ngại về khả năng leo thang xung đột sau vụ tòa đại sứ Iran ở thủ đô Damascus của Syria bị tấn công trong ngày 1 tháng 4 vừa qua, làm dấy lên mối nguy cơ là Iran sẽ trả đũa. Lời tuyên bố của lực lượng phòng vệ Do Thái cho hay việc thực thi lực lượng đang được đánh giá liên tục theo yêu cầu. Trước đó vào ngày 3 tháng 4, lực lượng phòng vệ của Do Thái đã điều động lực lượng dự bị để gia tăng phòng thủ trên không trung. Iran cáo buộc rằng Do Thái đã thực hiện vụ tấn công bằng hỏa tiễn vào tòa lãnh sự trong khuôn viên tòa đại sứ Iran ở Damascus, khiến cho 2 viên tướng và 5 cố vấn quân sự của Iran bị thiệt mạng. Bên cạnh đó là ít nhất 12 người bị thương. Phó Tổng thống của Iran phụ trách các vấn đề pháp lý là ông Mohammad Dakhan cho biết rằng Iran sẽ kiện Do Thái vì vụ tấn công vào tòa lãnh sự của Iran tại Syria vào ngày 1 tháng 4 vừa qua. Pakistan bắt giữ 22 nghi can tình nghi khủng bố nhờ thông tin tình báo. Lực lượng chống khủng bố của cảnh sát tỉnh Punjab miền đông Pakistan vào ngày 4 tháng 4 cho biết đã bắt giữ 22 nghi can tình nghi khủng bố trong các chiến dịch an ninh dựa trên thông tin tình báo. Theo thông báo, lực lượng này đã tiến hành nhiều chiến dịch tại các huyện của tỉnh nhằm ngăn chặn các hoạt động khủng bố. Các nghi can bị bắt giữ thuộc các tổ chức bị cấm gồm có Tehrik-e-Taliban Pakistan và Al-Qaeda đang lên kế hoạch tấn công các cơ quan chính quyền và tổ chức tại tỉnh. Cảnh sát cũng thu giữ một kho vũ khí gồm thuốc nổ, lựu đạn, ngòi nổ và bom tự chế. Cảnh sát đã chuyển các nghi can bị bắt giữ đến một địa điểm bí mật để tiếp tục điều tra. Trước đó, một giới chức cấp cao của lực lượng chống khủng bố đã bị một kẻ lạ mặt bắn chết ở huyện Bắc Waziristan thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc Pakistan. Philippines vẫn là quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới. Theo chỉ số rủi ro của thế giới năm 2023, Philippines là quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới, sau đó là Indonesia và Ấn Độ. Bản báo cáo cho thấy rằng Philippines đứng đầu danh sách 10 quốc gia có rủi ro thiên tai cao nhất với 46.86 trên thang điểm 100. Sau đó là Indonesia ở con số là 43.5. Tiếp theo là Ấn Độ ở con số là 41.52. Nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines là một trong những quốc gia có nguy cơ phải đối mặt với thiên tai cao nhất trên toàn cầu. Tính trung bình, quốc gia Đông Nam Á này phải hứng chịu 20 cơn bão mỗi năm, trong đó có nhiều cơn bão có cường độ mạnh với sức tàn phá rất lớn. Trong năm 2022, Philippines cũng phải đứng đầu trong số các quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới. Tương tự, Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương là một trong những quốc gia có nhiều núi lửa nhất của thế giới. Chỉ số rủi ro thế giới xếp hạng 193 quốc gia và các vùng lãnh thổ về những nguy cơ gặp thiên tai hoặc dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, thí dụ như động đất, sóng thần, lũ lụt và hạn hán. Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Ông Vương Đình Huệ sắp đến thăm Trung Cộng, trong lúc có tin đồn là ông ta sẽ trở thành chủ tịch nước của Việt Nam. Theo dự kiến, từ ngày 7 cho tới ngày 12 tháng 4, ông Vương Đình Huệ, 67 tuổi, là chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam, sẽ có chuyến viếng thăm tới Trung Cộng. Báo chí tại Việt Nam đưa tin này nhưng không cho biết lịch trình rõ ràng của ông Vương Đình Huệ tại Bắc Kinh. Chuyến viếng thăm Trung Cộng của ông Vương Đình Huệ diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Bùi Thanh Sơn là Ngoại trưởng của Việt Nam đến thăm Trung Cộng trong 2 ngày 3 và 4 tháng 4 vừa qua. Liên quan tới sự kiện này, nhật báo Vietnam Plus của Việt trong nước trích dẫn lời ông Phạm Sao Mai, đại sứ Việt Nam tại Trung Cộng cho biết như sau. Chuyến viếng thăm của ông Vương Đình Huệ là nhằm khẳng định Việt Nam coi sự phát triển quan hệ với Trung Cộng là ưu tiên hàng đầu, cũng như là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại hiện nay của Cộng sản Việt Nam. Sở dĩ công luận chú ý tới chuyến đi Trung Cộng của ông Vương Đình Huệ là vì ông ta đang được coi là một trong số những ứng viên hàng đầu nhận chiếc ghế chủ tịch nước của Cộng sản Việt Nam sau khi ông Võ Văn Thưởng bị hạ bệ.
theo một bản tin của đài BBC tiếng Việt hồi trung tuần tháng 3 vừa qua, ông Vương Đình Huệ là một trong vài người đạt được tiêu chuẩn tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên cùng với ông Phạm Minh Chính, hiện nay đang là Thủ tướng, rồi ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an, kế đến là bà Trương Thị Mai là Thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Nếu như ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch nước của Cộng sản Việt Nam thì ông này sẽ được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, gây ra chuyển biến trong giới lãnh đạo tứ trụ. Tuy vậy, bản tin trích dẫn lời ông Lê Hồng Hiệp là một nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng ông Vương Đình Huệ không mặn mà với chức vụ Chủ tịch nước. Thay vào đó, ông ta từng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng Bí thư kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng nếu như ông Nguyễn Phú Trọng từ nhiệm trước năm 2026. Nhìn hối lộ lãnh đạo Bộ Công Thương bị bắt giữ. Lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam là ông Trần Duy Đông vừa bị bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ trong một vụ án liên quan tới Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Công ty thông tin được ông Tô Ân Sô, phát ngôn viên Bộ Công an, công bố tại buổi họp báo chính phủ mới đây. Theo báo Vietnamnet, vụ bắt giữ ông Đông là một phần của một cuộc điều tra đang mở rộng về việc vi phạm quản lý sử dụng tài sản nhà nước, đồng thời liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan khác. Trong số những người bị bắt giữ cùng ngày với ông Đông còn có ông Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng, và ông Nguyễn Tiến Long, trưởng phòng kinh doanh của Xuyên Việt Oil, với cáo buộc đưa hối lộ. Trong nửa năm qua, từ khi bắt đầu cuộc điều tra vụ án liên quan tới Xuyên Việt Oil và một số cơ quan khác, nhiều người còn có chức vụ quan trọng trong hệ thống chính quyền tại Việt Nam đã bị bắt giữ. Trong số họ có ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công Thương, và ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài chính Sài Gòn. Công ty Xuyên Việt Oil là một trong số 37 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn nhất cả nước, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính. Cơ quan hữu trách đã công bố rằng đến hết tháng 6 năm 2023, công ty này nợ tiền thuế lên tới 61.3 triệu Mỹ Kim và còn nắm giữ khoản nợ hơn 8 triệu Mỹ Kim của quỹ bình ổn giá, mặc dù đã được Bộ Tài chính yêu cầu hoàn trả. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam. Trong năm nay, Việt Nam sẽ là thị trường của số lượng lớn xe hơi chạy bằng điện và loại xe hybrid do Trung Cộng sản xuất. Theo tờ báo Tuổi Trẻ trong nước đưa tin, một số nhãn hiệu đã bắt đầu quảng cáo và tìm kiếm các nhà phân phối tại Việt Nam. Ngay trong tháng 4 này, nhà sản xuất xe hơi của Trung Cộng mang tên West World Model sẽ tung ra hai loại xe có nhãn hiệu là Haval Jolion và Tang 300 vào thị trường Việt Nam. Một số đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận tiền đặt cọc cho loại xe Haval Jolion ở mức giá vào khoảng 28.200 Mỹ Kim và loại xe Tang 300 với giá vào khoảng 48.000 Mỹ Kim. Tin cho hay, nhà sản xuất BYD Auto của Trung Cộng đang tìm kiếm các công ty hợp tác tại Việt Nam. Trong khi đó, một số nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội nói rằng một phòng trưng bày của công ty BYD của Trung Quốc sẽ được mở ra tại Hà Nội vào tháng 5 sắp tới đây. Theo dự kiến thì công ty BYD sẽ đưa vào Việt Nam hai loại xe đó là Atto 3 và Seal. Trong khi đó, Wangju Automobile Group cũng đã bắt đầu tiếp thị dòng xe hiệu Aeon ở các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. 19 học sinh nhập viện vì bóng nổ Made in China. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo ban đầu liên quan vụ 10 em học sinh trung học nhập viện với các triệu chứng ngộ độc, nôn ói, khó thở sau khi chơi bóng nổ còn được gọi là bơm thối, Made in China. Theo thông tin ban đầu, một số học sinh lớp 6 trường trung học Lộc Hòa, huyện Long Hồ đã bị nôn ói, khó thở. Nhà trường đã gọi cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực khu công nghiệp Hòa Phú đến hỗ trợ và được tư vấn chuyển các em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Nhà trường đã đưa 9 học sinh đến bệnh viện, sau đó tiếp tục đưa thêm 10 học sinh khác đến do có cùng triệu chứng nôn ói, khó thở. Bước đầu xác định các em học sinh bị ngộ độc chất cấm có trong bóng nổ có ghi dòng chữ Ford Bomb Made in China. Các em đã mua loại bóng này từ bên ngoài rồi đem vào sân trường chơi thì bị ngộ độc. Hiện thì sức khỏe của 12 học sinh tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn còn 7 em tiếp tục cần các bác sĩ theo dõi. Nhà trường đã báo cáo sự việc nói trên với các cơ quan hữu trách để xác minh sự việc, đồng thời phân công lãnh đạo trường, giáo viên, nhân viên phối hợp với gia đình để chăm sóc các em học sinh. Tiếp theo là tin liên quan tới vụ vận chuyển lậu 60.000 con tôm hùm giống qua đường hàng không. Vào ngày hôm nay 4 tháng 4, Giám đốc Cơ quan Thuế của thành phố Đà Nẵng cho hay họ đang phối hợp với các đơn vị để giám định khoảng 60.000 con tôm hùm giống nhập lậu.
tôm hùm mới được nhập về Việt Nam phải có giấy phép và phải qua kiểm định. Tuy nhiên, người vận chuyển số tôm hùm nói trên không có giấy tờ liên quan và cũng không khai báo thuế quan. Đây là lần đầu tiên cơ quan thuế của Đà Nẵng phát hiện ra vụ vận chuyển trái phép tôm hùm giống qua đường hàng không. Trước đó vào ngày 30 tháng 4, cơ quan thuế tại phi trường quốc tế Đà Nẵng cũng đã phát hiện một hành khách Việt Nam nhập cảnh trên chuyến bay từ Singapore về tới Đà Nẵng. Người này vận chuyển hai chiếc vali có biểu hiện nghi vấn cho nên đã bị kiểm tra. Kết quả trong đó có khoảng 60.000 con tôm hùm giống được cất giấu trong hai kiện hành lý. Chủ nhân của hai chiếc vali này đã bỏ tôm hùm vào những túi ni lông lớn chứa nước rồi bơm oxygen bọc bên ngoài bằng một lớp bạ cách nhiệt. Trị giá của lô hàng này ước tính hơn 200.000 Mỹ Kim. Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican, sẽ thăm Việt Nam từ ngày 9 đến 14 tháng 4, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đó là thông tin đưa ngày 3 tháng 4 từ Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Theo Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, đây là chuyến thăm đầu tiên các Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam. Dự kiến Tổng giám mục Gallagher sẽ hội kiến với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng có chương trình thăm Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội, nơi đã hợp tác y khoa với Bệnh viện Bambino Gesù của Roma từ năm 2005. Trong chuyến thăm này, Tổng giám mục Gallagher sẽ cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Huế và thành phố Sài Gòn, gặp chung toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam trước khi kết thúc chuyến thăm. Giới hữu trách tại Việt Nam đề nghị hạn chế thời gian ghi âm, ghi hình tại các phiên tòa. Bản dự thảo mới nhất của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị việc ghi âm, ghi hình tại các phiên tòa chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc, tuyên án, công bố quyết định mà thôi, đồng thời phải được chủ tọa cho phép. Việc ghi lại hình ảnh của những người thực hiện việc tố tụng và những người tham gia phiên tòa cũng cần phải có sự đồng ý. Giải thích về lời đề nghị này, vào chiều 26 tháng 3 vừa qua, tại hội nghị đại biểu chuyên trách, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao là ông Nguyễn Hòa Bình nói rằng việc kiểm soát ghi âm, ghi hình nhằm bảo đảm ba yêu cầu của phiên tòa, đó là đúng luật, có phẩm chất và trang nghiêm. Ông ta cho rằng các phóng viên khi làm việc sẽ làm xáo trộn phòng xử án, ảnh hưởng tới tính tôn nghiêm của phiên tòa. Các thẩm phán, các kiểm soát viên và luật sư khi bị chĩa máy quay phim lúc đang làm việc sẽ bị phân tán tư tưởng và không ai muốn hình ảnh của mình được đưa lên giới truyền thông bị xấu đi. Vì vậy, theo ông này, thì lời đề nghị tại bản dự thảo chỉ nhằm điều chỉnh việc truyền thông của cơ quan báo chí trong phạm vi phiên tòa xét xử mà thôi. Ông ta cũng cho biết thêm như sau: ra ngoài hành lang phỏng vấn ai, đưa tin như thế nào, chúng tôi không ngăn cản. Tuy nhiên, theo nhiều người, lời đề nghị này đã thu hẹp điều kiện hoạt động của các phóng viên bởi Bộ Luật Tố Tụng Dân sự, Luật Tố Tụng Hành Chánh và Luật Báo Chí của Việt Nam đều cho phép các ký giả được tham gia đưa tin diễn biến của vụ án, phiên tòa, cũng như được hoạt động tại các phiên tòa xét xử công khai, được sắp xếp khu vực riêng để hoạt động. Trong đó, việc ghi âm, ghi hình là các hoạt động đặc thù của nghề nhà báo. Hiệp hội An ninh Mạng Quốc gia Việt Nam cho biết việc ứng dụng công nghệ trong điều hành sản xuất kinh doanh đã mang lại nhiều giá trị, nhưng đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các nhóm tin tặc quốc tế và trong nước. Tính chất và quy mô tấn công đang ngày càng lớn nhắm vào các cơ quan doanh nghiệp quan trọng như là điện lực, ngân hàng, chứng khoán, trung gian thanh toán, viễn thông, dầu khí và y tế. Trong khi đó, theo Cơ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phương thức của các nhóm tội phạm đã trở nên tinh vi và kịch bản tấn công có nhiều điểm tương đồng. Các vụ hacker có thể gây gián đoạn toàn bộ hoạt động, giao dịch và khó thu hồi được dữ liệu nhạy cảm đã rơi vào tay tin tặc. Đây là những dữ liệu quan trọng mang tính chất quyết định trong hoạt động của tổ chức. Cơ quan An ninh mạng cảnh báo thời gian tới đây, các nhóm tin tặc sẽ tiếp tục tấn công bằng mã độc tống tiền nhắm vào cơ quan tổ chức kinh tế tài chính năng lượng. Các vụ hack sẽ diễn biến phức tạp, đồng thời không loại trừ khả năng mã độc đã được cài cắm sâu trong các hệ thống thông tin từ lâu. Trước đó, vào ngày 24 tháng 3, công ty chứng khoán VN Direct đã bị một tổ chức quốc tế tấn công mã hóa dữ liệu và ngừng hoạt động nhiều ngày. Đến ngày 2 tháng 4, Tổng công ty dầu Việt Nam PVOI đã thông báo bị mã hóa dữ liệu khiến cho hệ thống công nghệ thông tin bị ngưng trệ.
Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh 19 chú chó bị để dưới sân của một chung cư ở quận 7 Sài Gòn giữa trời nắng nóng gây xôn xao dư luận. Trong đoạn video thì đàn chó bị nhốt trong những chiếc lồng, chung quanh có nhiều đồ đạc gia dụng. Một cư dân tại đây cho hay khi thấy đàn chó bị bơ vơ dưới sân, người này và một số người khác ở trong chung cư đã thay nhau túc trực chăm sóc cho những con chó này ăn uống và dọn dẹp vệ sinh. Khi thấy trời nắng to, người ta lấy đồ che chắn và đưa đàn chó vào bóng mát. Đại diện của ban quản lý chung cư này cho biết như sau, theo quy định của chung cư thì những người sống trong khu chung cư này chỉ được nuôi thú cưng với số lượng không quá 2 con. Nếu người nào nuôi thú cưng thì phải khai báo đầy đủ lúc làm thủ tục với ban quản lý chung cư. Trường hợp của chủ nhân 19 con chó nói trên, ban quản lý xác nhận rằng vào thời điểm người này dọn vào chung cư, người này không khai báo. Tuy nhiên, ngay trong thời gian đầu sống ở chung cư, người này đã bị cư dân của những chung quanh phản ánh là đã để cho đàn chó làm ồn ào, gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của hàng xóm. Trước những phản ánh và những lời ca ta thán của người dân thì ban quản lý chung cư này đã nhiều lần mời chủ nhân của 19 con chó nói trên tới làm việc, đồng thời yêu cầu di dời đàn chó theo quy định của chung cư. Sau đây là các bản tin liên quan địa phương. Người đi xe máy thiệt mạng trong vụ va chạm với xe chở rác ở Garden Grove. Một người đàn ông ở Anaheim vừa mới qua đời sau khi va chạm với một chiếc xe chở rác khi đang lái xe máy ở Garden Grove. Vụ tai nạn này xảy ra tại dãy nhà 11700 Đại lộ Western, theo Sở Cảnh sát Garden Grove cho hay. Khi đến hiện trường thì cảnh sát phát hiện người lái xe mô tô 56 tuổi nằm bất động trên đường. Nhân viên y tế sau đó chở người đàn ông chưa rõ danh tính này đến trung tâm chấn thương địa phương. Anh ta sau đó được tuyên bố đã chết. Cảnh sát cho biết tài xế xe chở rác vẫn ở hiện trường và đang hợp tác điều tra. Đơn vị giao thông khu phố Garden Grove đang điều tra. Phòng thí nghiệm tội phạm của Sở Cảnh sát quận Cam đã chụp ảnh hiện trường. Văn phòng điều tra viên đang tiến hành khám nghiệm tử thi và sẽ xác định nguyên nhân cái chết. Tại thời điểm này, rượu hoặc ma túy không bị nghi ngờ là yếu tố gây ra vụ tai nạn, nhưng việc xác định đó cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi. Vụ tai nạn vẫn đang được điều tra và bất kỳ ai có thông tin về đoạn phim từ hiện trường, hãy liên lạc với điều tra viên John Jerkler của Sở Cảnh sát Garden Grove qua email hoặc gọi số 714-741-5772, 741-5772. Tiểu bang California trợ giúp tối đa lên tới 150.000 Mỹ Kim cho những người mua nhà lần đầu. Cư dân của California từ nay, nếu mua nhà lần đầu, có thể ghi tên để có cơ hội được tiểu bang cho vay trợ giúp tới 150.000 Mỹ Kim. Bà Tony Atkins của Đảng Dân Chủ là thượng nghị sĩ của tiểu bang, đại diện cho địa hạt số 39 cho hay trong năm nay, California dành riêng 220 triệu Mỹ Kim cho chương trình mang tên Dreams for All Share Appreciation Loan và dự trù sẽ cung cấp tới 2.000 voucher cho những người mua nhà lần đầu. Chương trình trợ giúp tối đa 20% tiền trả trước hoặc là lệ phí giấy tờ không quá 150.000 Mỹ Kim. Gia đình nào muốn hội đủ điều kiện thì tất cả những người vay tiền phải là người mua nhà lần đầu. Ít nhất là một người vay phải là người mua thuộc thế hệ đầu tiên, tức là những người chưa từng có nhà và cha mẹ cũng không có nhà. Đồng thời, lợi tức của những gia đình đó phải nằm trong mức giới hạn của cơ quan tài trợ gia cư California dành cho quận hạt nơi mà họ mua nhà. Khi bán hoặc chuyển giao căn nhà mua được nhờ tiền vay của chương trình này, thì chủ nhà cần phải trả lại tiền vay và một phần tiền lời khi mà nhà lên giá. Cơ quan tài trợ gia cư California sẽ tổ chức bốc thăm để phát voucher. Nhu cầu vay tiền của chương trình này dự trù sẽ rất cao. Giá nhà tại tiểu bang California tiếp tục tăng lên. Hồi tháng 2 năm nay, giá nhà trung bình tại California lên tới 806.490 Mỹ Kim cho một căn. Đó là theo Hiệp hội Môi giới Địa ốc California cho hay. Sau đây là bản tin cuối. Hai người trúng Powerball 1.6 triệu Mỹ Kim ở Nam California. Hai người may mắn ở miền Nam California là những người trúng giải xổ số mới nhất tại tiểu bang sau khi Powerball thực hiện kỳ quay số trao giải độc đắc trị giá 1.13 tỷ Mỹ Kim vào tối thứ Tư hôm qua. Các số trúng thưởng lần lượt là 11, 38, 41, 62 và 65. Hai vé số có 5 số khớp sẽ lãnh phần thưởng 1.622.808 Mỹ Kim. Các tấm vé số trúng thưởng được bán tại chợ Albertson tại San Dimas và tiệm rượu Oxnard Shore Bottle Shop tại Oxnard.
do các tấm vé thiểu số bao vô nên giải độc đắc chính sẽ tăng lên khoảng 1.23 tỷ cho kỳ quay tối thứ bảy này. Ngoài ra còn có 12 người California may mắn trúng được 4 số cộng với số Powerball sẽ dinh về nhà 19.682 Mỹ Kim. Giải độc đắc tối thứ tư là giải độc đắc lớn hàng thứ 8 trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ. Tỷ lệ trúng giải Powerball cao nhất là 1/292.2 triệu. Giải độc đắc tăng lên trong hơn 3 tháng khi lần cuối cùng chúng có người trúng giải độc đắc vào ngày 1 tháng Giêng. Từ đó tới nay có tới 39 lần rút thăm liên tiếp không ai khớp đủ 6 số. Nam California là nơi có nhiều người trúng giải Powerball trong lịch sử xổ số, trong đó có cả người trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1.08 tỷ Mỹ Kim vào mùa hè năm ngoái, công bố vào ngày 29 tháng 3. Tháng 2, 2022, sau nhiều tháng rút thăm, Edwin Castro, một cư dân của Los Angeles, đã giành được tấm vé trúng giải độc đắc Powerball trị giá 2 tỷ 40 triệu sau khi ông mua vé tại nơi sửa xe hơi Joe Service Center tại Altadena. Người trúng giải độc đắc Powerball có thể chọn thanh toán theo từng đợt với các khoản tiền tăng dần trong 29 năm hoặc trả một lần bằng tiền mặt. Powerball có mặt tại 45 tiểu bang District of Columbia, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Người mua vé số có 1/292.2 triệu cơ hội trúng giải độc đắc Powerball và 1/24.9 cơ hội trúng bất kỳ giải Powerball nào. Cũng báo cho Hương Thơ một tin mừng là Đức Vượng trúng số tối hôm qua. Nhưng mà trúng số chỉ được có 4 đồng thôi. Trời ơi. Trúng số đúng là April Fool đã hết rồi mà. Trúng số Power số 15. Nhưng mà bữa nay là thứ tư không? Số may mắn thì có thể là cũng mua biết đâu không? Lần tới mình trúng 1 tỷ mốt phải không? Là thứ bảy này phải không ạ? Tôi không nhớ rõ là ngày nào mà sắp tới. Và có hai thành phố là vừa nãy Hương Thơ đọc vừa nhớ là thành phố Oxnard có một người trúng cái số 1 triệu mấy, rồi thêm thành phố San Dimas hả? Tên này lạ quá ha. Dạ. Vâng. Chắc phải mua càng xa thì cơ hội càng cao. Kính thưa quý vị, vừa rồi chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannel Sáp, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Những giây phút còn lại, Đức Vượng Hương Thơ xin kính chúc quý vị thật an lành. Xin kính chào tạm biệt.